vẫn rơi lên về. Rồi ok, anh em vừa nghe cái chất âm của bộ mic lấy Q700 kết hợp với lại vang cơ lấy Q9 anh em nhé. Với những hai thiết bị này thì anh em có thể thấy giá nó rất là bình dân thôi. Một con mic giá rất rẻ nhưng hát rất là hút mic và hát rất là nhẹ nhàng. Nhưng anh em có thể nghe thấy cái chất âm của hai thiết bị này kết hợp với nhau nó rất là quyện đúng không ạ? Mic U700 với giá chỉ là 2 triệu đồng và một con vang Q9 có cổng quang, có reverb 48 bit DSP. Anh em có thể thấy kết hợp với nhau rất là hay đúng không ạ? Với con vang và micro giá rất là bình dân, hợp lý anh em nhé. Thì đây em có phối ghép với cục đẩy MA2003 và loa Lx S12, một dòng loa cao cấp để anh em có thể nghe thấy cái chất âm của những thiết bị mà bên em đang phối ghép đây. Đấy, thì giới thiệu với anh em rất nhiều rồi về những cái thiết bị như mic U700, vang Q9 để anh em có thể tham khảo. U700 này là một trong những dòng micro giá rẻ, giá rất là bình dân, chỉ 2 triệu đồng anh em nhé. Có cảm biến gia tốc này, cảm biến tự ngắt này. Đấy, đầy đủ các chức năng để anh em có thể sử dụng với bộ micro này. Một cái mặt rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, anh em có thể nhìn thấy nó pha giữa hai dòng đó là phay đen này và nhám anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái lớp em đang sờ nó là nhám và dưới này nó sẽ là lớp phay đen. Anh em có thể nhìn thấy một cái mặt rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, kết hợp đồng bộ với màu đen của lưới Autic Q9 thì anh em có thể thấy đồng bộ màu đen rất là đẹp đúng không ạ? Rất là sang trọng với bộ cấu hình này. Q9 này thì nó sẽ có cổng cắm mic đằng sau và nó có tổng tất cả đây anh em có thể nhìn thấy ba mic đằng trước và ba mic đằng sau, tổng là 6 cổng cắm mic để anh em có thể cắm anh em nhé. Đấy, có stereo, có FPK chống hú mà đằng trước luôn. Và như anh em cũng có thể nhìn thấy bên em khẩu như không căn chỉnh nhiều anh em nhé. Về phần echo hầu như em chưa căn chỉnh nhiều, dinner repeat và bass mid check thì em cũng chưa căn chỉnh nhiều, bass em có tăng tí bass để cho tiếng mic nó dày hơn, nó quyện hơn anh em nhé. Về phần nhạc thì nó sẽ tăng bass và tăng check một chút thôi. Đấy, như anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, trực quan nhất trên những thiết bị mà bên em không phải là căn chỉnh gì nhiều, để hầu như là để chất âm mộc của nó, để anh em có thể nghe thấy cái chất âm thực tế của những dòng này, chưa kể cần căn chỉnh gì. Khi căn chỉnh vào thì nó sẽ là càng quyện hơn và càng hay hơn anh em nhé. Đấy, một trong những thiết bị rất là hay, có cổng quang Bluetooth, rồi có reverb, rồi đầy đủ các cổng như center, surround để anh em có thể chơi. Đấy, về con này thì nó có khiển anh em nhé. Q9 này sẽ có khiển remote đi kèm đấy, đầy đủ hết tới tất cả anh em. Remote đầy đủ đây. Đấy, các lúm chỉnh effect rất nhạy luôn. Và mic này, đấy, effect volt, mic volt và music volt. Ở đây thì khi anh em xoáy nó sẽ có đèn anh em nhé. Đấy, xoáy nó sẽ là có đèn. Và tất cả nó là chiếc đáp bi và nó là chiếc đáp vô cực. Đấy, chiếc đáp bi vào vô cực. Đấy, anh em có thể thấy đây, bi vào vô cực. Đấy, rất là hay và rất là đẹp. Đấy, effect con này thì có cài đặt bên trong này, anh em có thể xử lý các cái maximum của nó là anh em để mic music là bao nhiêu. Đấy, đây anh cho anh em nhìn kết nối luôn. Em cũng đang cắt súp trực tiếp trên những con vang Q9 này. Đấy, 1, 2 trên đẩy thì em sẽ chơi cho full và 3 thì em sẽ chơi cho súp. Mic thì đây, anh em có thể nhìn thấy mic lấy cao cú tích rất là đẹp, đồng bộ màu đen đây em nhé. Ghép với đẩy khỏe luôn, Martin MA 1300W trong kênh. Đấy, loa rất là hay. Đấy, anh em phải nghe thấy cái chất âm và thấy cái chất nhạc của nó đưa ra để cho anh em có thể tham khảo. Chất âm của dòng này đã hay rồi, kết hợp phối ghép nó rất là dễ dàng khi anh em sử dụng đồng bộ của lưới acoustic. Với đồng bộ thì nó ra cho ra cái chất âm nó rất là hay và như anh em có thể thấy không cần phải căn chỉnh nhiều khi sử dụng đồng bộ dàn đâu anh em nhé. Mic lx, vang lx, loa lx, đấy, đồng bộ luôn anh em nhé, rất là dễ dàng. Thì mọi thông tin nhu cầu mua hàng anh em liên hệ với em qua số ở bên dưới. Xem video nhớ like, nhớ đăng ký kênh để xem các video mới nhất bên em. Mic U700 hiện tại với giá nó là 2 triệu đồng để em bao ship. Vang Q9 với giá nó là 2.600.000 đồng để em bao ship toàn quốc tới tất cả anh em rồi. Hai thiết bị này chỉ với giá đó là 4.600.000 đồng, anh em có thể thay thế, có thể nâng cấp cho những dòng vang đã cũ của anh em hoặc nâng cấp cho những âm ly nhé, giá rất rẻ bình dân. Rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.